Và các bạn thân mến, Nam Định được biết đến là vùng đất trong nghề, là nơi kết tinh hội tụ và lan tỏa nhiều ngành nghề truyền thống, trong đó có làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên. Đây là làng nghề không những còn bảo lưu được những giá trị truyền thống mà còn phát huy được những sức mạnh của mình trong phát triển kinh tế cũng như là xã hội. Trong chương trình Nam Định tôi yêu ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng về thăm với làng nghề giàu truyền thống đặc biệt này nhé. Cách thành phố Nam Định khoảng 20 km, làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên là một trong những làng nghề lâu đời bậc nhất nhì miền Bắc. Theo các cụ cao niên trong làng, làng nghề La Xuyên có truyền thống chạm khắc gỗ đã hơn 1.000 năm. Người có công mở đất, truyền nghề mộc, chạm khắc gỗ cho người dân nơi đây là cụ Ninh Hữu Hưng, sinh năm 1939, mất năm 1019, quê ở xã Tri Phong, Tổng Trường Yên, huyện Gia Viễn, nay là huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Nổi tiếng với tài chế tác gỗ, cụ được vua Đinh Tiên Hoàng cử xây dựng kinh đô Hoa Lư với các cung điện, đền, chùa, dinh thự và được ban chức công tượng lục phủ giám sát đại tướng quân, vị tướng trông coi nghề mộc của sáu phủ. Tương truyền, vào năm 991, vua Lê Đại Hành đi qua vùng đất Cái Nành, nay là La Xuyên, đã vào thăm và ngắm cảnh, nhận thấy đây là vùng đất đẹp nên cho cụ Ninh Hữu Hưng ở lại lập nghiệp. Cụ đã đưa cả con cháu họ hàng đến vùng đất này, khuyến khích nhân dân phát triển nghề thủ công, trong đó có nghề chạm khắc gỗ. Sau khi cụ mất, dân làng đã tôn cụ là thành hoàng làng và tổ nghề thờ phụng ở đỉnh La Xuyên. Ngôi đình làng này thì nếu nói về lịch sử thì đầu tiên thì là ngôi đình có từ ở ruộng của chỗ triều đền. Thế qua quá trình lịch sử là làng phát triển và tiến triển chuyển về trên đây là khoảng 300 năm nay ở tại đất La Xuyên bây giờ. Thì ngôi đình xây dựng là đến giờ là được khoảng 300, hơn 300 năm tại đây. Nhưng mà nó có thì là từ ngoài kia từ lâu rồi. Từ ngày 24/4/1991 là đã có miếu từ đấy. Và từ miếu nâng cấp lên thành đền, từ đền về đây thành đình. Và từ khi về chuyển về đây đến giờ thì là dân làng và mọi người trong làng, con cháu và tất cả các dòng họ, con cháu đều tập trung làm nghề và xây dựng kiến thiết, tu bổ lại những cái di tích của các cụ để lại. Những cái gì mà gãy hoặc hỏng mất thì là dân làng lại tập trung sửa chữa và duy trì, bảo tồn những cái di sản này của các ông cha để lại. Đình La Xuyên được làm trên nền đất rộng, toàn bộ khu di tích này nằm quay về hướng Tây, bao quanh là cánh đồng lúa. Ngoài công trình chính là ngôi đình, thì các công trình phụ trợ đều được bố trí hài hòa, phù hợp cảnh quan, tạo ra một không gian thoáng đãng rộng rãi, vừa thanh bình gần gũi, vừa uy nghiêm bề thế. Cũng giống như nhiều ngôi đình khác, đình La Xuyên được xây dựng theo hình chữ đinh, tòa tiền đường gồm 3 gian, được làm theo kiểu trồng diêm 2 tầng mái. Hệ thống vì tại tiền đường được thiết kế theo phong cách trồng giường giá chiêng. Gánh đỡ các bộ vì là 4 hàng cột lim to khỏe. Tại đây, các cấu kiện gỗ như câu đầu, xà thượng, xà hạ, con giường đều được soi chỉ, điểm các hàng lá lật mềm mại. Tất cả kết hợp cùng nét cổ kính, uy nghi. Nối tiếp tiền đường là trung đường và chính tầm. Hai tòa này cũng được làm hoàn toàn bằng gỗ lim. Phủ thờ mẫu Liễu Hạnh bên phải phía bắc của đình gồm 3 tòa, tiền đường, cung đệ nhị và chính tầm, bố trí trên một mặt bằng theo kiểu tiền chữ nhất, hậu chữ đinh. Những công trình này đều có dáng dấp, các đao góc uốn cong mềm mại. Hệ thống vì kèo làm theo kiểu trồng giường giá chiêng. Tất cả các bẩy và con giường đều được chạm tứ linh. Bộ kèo mái nằm ở các góc tạo sự vững chắc cho 4 góc đao cũng được chạm khắc công phu, góp phần tạo vẻ đẹp cho công trình. Miếu thờ vọng ở cạnh cổng chính hướng về phía Tây cùng chiều với di tích, có mặt chữ đinh, có tường bao xây bằng gạch, phía trước có cửa ván ghép. Tiếp đến là một khoảng sân nhỏ tới bình phong xây gạch đơn giản. Giữa đình và phủ có một khoảng sân nhỏ thờ một hòn non bộ mà trong tài liệu ghi là miếu nhỏ. Các hạng mục kiến trúc này được bố trí hài hòa đã tạo cho ngôi đình La Xuyên vốn đã rất cổ kính, linh thiêng, càng trở nên bề thế, uy nghi hơn. Từ xa xưa, người dân làng La Xuyên có tục lệ đến thời khắc giao thừa sẽ mang đuốc gia đình lấy lửa về sông nhà với mong muốn mang lại may mắn, hồng phúc cho một năm mới. Mấy năm gần đây, vào ngày 24 tháng 4 âm lịch, làng lại mở hội với các hình thức tế lễ, tổ chức các trò chơi dân gian, mở các gian hàng trưng bày sản phẩm để khách thập phương tham quan. Có thể thấy, truyền thống làng nghề cho đến nay vẫn còn hội tụ một phần ở ngôi đình làng này. Những người thợ tài hoa đã thực sự đem trí tuệ, bàn tay điêu luyện của mình để dựng nên một công trình bề thế về kiến trúc, không gian được mở rộng với một quần thể bao gồm đình, đền, phủ, miếu,
và người nghệ nhân đã thổi vào đó sức sống, làm cho nhiều mảng phù điêu, mảng chạm khắc tồn tại cùng thời gian. Trải qua hơn 1.000 năm phát triển, nghề mộc truyền thống ở La Xuyên mà đỉnh cao là nghệ thuật chạm khắc đã đạt đến độ hoàn hảo. Người thợ nơi đây đã từng đi xứ Đông, xứ Đoài làm đẹp cho biết bao làng quê. Sản phẩm lớn của họ là những công trình kiến trúc với tòa ngang dãy dọc được mở rộng ra về mặt bằng và nâng cao chiều cao lên với những mái cong cổ kính. Sản phẩm phong phú và thông dụng như hương án, bát biểu, tượng, cửa, võng, sập gụ, tủ chè đều thể hiện trình độ kỹ thuật cao. Dù trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng tiếng đục, tiếng chạm vẫn chưa bao giờ thôi rộn ràng. Nó đã gắn bó với người dân nơi đây từ đời này sang đời khác, trở thành nét đẹp văn hóa của vùng quê này. Thì qua thời gian thăng trầm thì cái nghề này cũng có thời gian nó bị lắng xuống, cũng có thời gian thì nó được phát triển. Thế mà mạnh nhất là từ những năm mà đổi mới đến nay thì là nghề phát triển một cách rất là rực rỡ và rất mạnh. Thì bản thân chúng tôi cũng là được học nghề từ các cụ tiền bối để lại. Thế và đến nay thì tôi cũng đã tầm ngoài 60 tuổi rồi. Thì tôi cũng thấy được cái tầm quan trọng của cái nghề này đối với người dân La Xuyên. Mà cái vấn đề chính ấy, là cái vấn đề mà cái làng nghề này là được tiếp cận, được tiếp thu cái truyền thống của ông cha là cái có một cái kỹ thuật rất là cao so với các làng nghề khác. Thì bản thân thì nó cũng đã được xuất phát từ rất là lâu đời, tức là từ hàng nghìn năm nay. Từ cái lúc mà vua Lê Đại Hành cử ông Ninh Hữu Hưng là quan của trời Lê đấy thì là ra để truyền nghề và củng cố cái đời sống của dân ở đây. Thế thì chúng tôi cũng muốn làm sao là cái nghề này được duy trì mãi mãi những đời sau và càng ngày càng phát triển lên. Thế thì kết hợp với lại các cái vấn đề về máy móc hiện đại thì đến bây giờ thì cái làng này phát triển cũng tương đối là mạnh, đời sống kinh tế của nhân dân là cũng rất là cao. Sự phát triển của làng nghề đã kéo theo sự thay đổi của thôn quê. Con đường lát gạch giờ đã được đổ bê tông. Những mái nhà nhỏ nếp mình dưới những tán cây xanh dần được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng kiên cố. Nhưng với vùng quê này, chúng ta vẫn tìm thấy được những điều bình dị nhất. Với ngôi đình làng cổ kính, hình ảnh những người dân hàng ngày miệt mài bên những tấm gỗ máy cưa. Ngày nay, La Xuyên chỉ là một thôn của xã Yên Ninh, huyện Ý Yên. Nhưng nghề mộc đã gắn bó với người dân làng La Xuyên hàng nghìn năm qua. Ngày ngày, tiếng đục, tiếng chạm gỗ vẫn vang lên như một niềm tự hào về truyền thống của ngôi làng, đang được những người con La Xuyên gìn giữ và phát triển trong nhịp sống hiện đại. Bằng bàn tay, khối óc của mình, người dân nơi đây, đời nối đời, đã xây dựng, tô điểm cho quê hương thêm chủ phú, giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Nam Định Tôi Yêu tuần này xin được phép tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.